Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2015. Trong chuyên mục Vạn Ninh Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí phóng sự Bệnh xá Công an tỉnh làm theo lời Bác. Tiếp theo là phóng sự Lực lượng Cảnh sát 113 vì nhân dân phục vụ. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số hoạt động nổi bật và thành tích điển hình của Công an tỉnh trong thời gian qua. Ngày 22 tháng 2 năm 2015, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc. Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trước đó, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày đầu xuân Ất Mùi tại chốt số 2 trên tuyến quốc lộ 2A thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giáp với huyện Bình Xuyên. Tiếp đó, đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại trụ sở Công an tỉnh. Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo tình hình kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đồng chí Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. Tình hình an ninh chính trị ổn định, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, các lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, các loại tệ nạn xã hội và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm Nghị định 36 của Chính phủ về buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép. Do vậy đã đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an lành, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tốt hơn hẳn những năm trước. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong những ngày đầu năm mới, tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch và biện pháp công tác đã đề ra để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng vững mạnh toàn diện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tặng quà và gửi tới cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, tăng cường cho công an các huyện, thành thị triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Tập trung tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, tuyến phức tạp về an ninh trật tự nhằm phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và các vi phạm khác. Từ ngày 27 Tết đến mùng 5 Tết, lực lượng công an trong tỉnh đã thành lập các chốt, tổ tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tổ chức phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong đêm giao thừa và chín điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh. Sau đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong 9 ngày nghỉ Tết được đảm bảo ổn định, không xảy ra trọng án phức tạp, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phục vụ nhân dân đi lại đón xuân an toàn. Tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, giảm 6 vụ so với Tết Giáp Ngọ 2014, làm bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản trị giá 12 triệu đồng. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 5 trên 5 vụ án, đạt 100%, bắt 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 7 triệu đồng, bắt 1 đối tượng truy nã. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện lập biên bản 361 trường hợp vi phạm, tạm giữ 193 phương tiện các loại, 165 bộ giấy tờ xe, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 trường hợp với số tiền nộp kho bạc nhà nước lên đến gần 100 triệu đồng. Tại hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân Ất Mùi 2015, đánh giá tình hình công tác bảo vệ an ninh trật tự, Tết Nguyên đán do Bộ Công an tổ chức, Công an Vĩnh Phúc được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
thấm nhuần lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu. Cán bộ chiến sĩ làm công tác y tế thuộc bệnh xá công an tỉnh luôn rèn luyện về đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu của công tác ngày càng cao của lực lượng công an nhân dân, thầm lặng góp phần vào những chiến công và thành tích của toàn lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bệnh xá công an tỉnh thuộc Phòng Hậu cần Kỹ thuật Công an tỉnh có nhiệm vụ thực hiện công tác y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, toàn lực lượng công an tỉnh. Thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự hỗ trợ của Cục Y tế, Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh đã được đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh của toàn lực lượng. Với thái độ phục vụ tận tình, ân cần, niềm nở của người thầy thuốc đối với người bệnh, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở đây đã để lại những tình cảm tốt đẹp đối với những người bệnh. Năm 2014, Bệnh xá Công an tỉnh đã khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ. Trong đó có nhiều trường hợp được khám và điều trị bệnh bằng vật lý trị liệu cho hiệu quả cao. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh và điều trị cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị còn phối hợp với phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh thực hiện tốt công tác chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ chiến sĩ bị thương, cán bộ chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo. Khám tuyển sinh, khám tuyển dụng hàng nghìn trường hợp dự thi vào các trường công an nhân dân và công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đảm bảo chất lượng theo quy định tiêu chuẩn của ngành. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ bệnh xá còn sát cánh cùng các lực lượng khác trong công an tỉnh tham gia các phương án, cuộc diễn tập phòng chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn hay tham gia phương án khi có bão lũ, thiên tai xảy ra. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mà trực tiếp là Đảng bộ hậu cần, cán bộ làm công tác y tế trong toàn lực lượng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao và các công việc khác khi được phân công. Còn thường xuyên tổ chức học tập, tập huấn về công tác chuyên môn, thường xuyên tham gia đầy đủ các cái chương trình đào tạo ngắn hạn về công tác chuyên môn do Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức hàng năm để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao y đức của người thầy thuốc trong công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới. Công tác y tế dự phòng cũng luôn được đơn vị quan tâm, đã chủ động đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh. Theo đó, Bệnh xá Công an tỉnh thường xuyên tổ chức vệ sinh cơ quan, đôn đốc công tác vệ sinh ở các đơn vị, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, đơn vị luôn đảm bảo đủ cơ số thuốc phục vụ các mặt công tác chiến đấu của toàn lực lượng. Hàng năm, phối hợp với Bệnh viện 198 Bộ Công an thực hiện tốt công tác khám bệnh định kỳ cho cán bộ chiến sĩ và tổ chức có hiệu quả các đợt hiến máu nhân đạo cứu người theo chủ trương vận động của Bộ Công an và của tỉnh. Công tác phòng dịch là công tác luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng hậu cần với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bệnh xá Công an tỉnh luôn chủ động trong mọi chiến dịch như là phun thuốc diệt muỗi trong các vụ xuân hè, diệt côn trùng, làm sạch môi trường nước, môi trường đất trong các mùa bão lụt. Một đặc thù riêng đối với cán bộ chiến sĩ làm công tác y tế trong lực lượng công an nhân dân là thực hiện chế độ y tế cho các can phạm nhân trong trại tạm giam. Trong năm 2014, đơn vị phối hợp với Bệnh xá trại tạm giam Công an tỉnh khám điều trị, cấp thuốc cho trên 4.000 lượt can phạm nhân. Trong đó có nhiều căn bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy làm việc trong môi trường nguy hiểm khi tiếp xúc khám bệnh cho các loại đối tượng này, nhất là các đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn cuối, nhưng bằng tất cả tấm lòng của người thầy thuốc, trách nhiệm của người chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh xá Công an tỉnh đã vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2015, với khẩu hiệu hành động, thái độ niềm nở, tận tâm phục vụ, hết lòng chăm sóc người bệnh, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh xá Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt 12 điều y đức và văn hóa nghề nghiệp, từng bước khắc phục và vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, xứng đáng là địa chỉ tin cậy khám chữa bệnh của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Trong lực lượng công an tỉnh có một lực lượng dường như không có nghỉ, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết,
thì cũng là những ngày các anh có cường độ làm việc cao hơn cả. Với tinh thần trách nhiệm không kể thời gian, địa điểm, khi có tin báo, các anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ việc để triển khai các phương án tác chiến, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh về an ninh trật tự. Những người lính mà chúng tôi muốn nói đến, đó chính là lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, ngày 1 tháng 6 năm 2001, Giám đốc Công an tỉnh có quyết định số 39 thành lập lực lượng cảnh sát 113 trực thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Trải qua chặng đường 14 năm công tác, chiến đấu, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát 113 đã giành được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, là chỗ dựa tin cậy trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần đắc lực trong đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh có nhiệm vụ tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu chính đáng của nhân dân, đề nghị công an giúp đỡ, báo đến điện thoại khẩn cấp 113 để kịp thời xử lý nhanh tin báo ban đầu theo quy định. Điều động lực lượng đến nơi xảy ra vụ việc, nắm tình hình, tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, sức khỏe, tính mạng tài sản của công dân Việt Nam và người nước ngoài, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội nơi xảy ra vụ việc, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ công an các cấp giải quyết theo quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các cấp trong giải quyết xử lý các vụ việc về an ninh trật tự theo quy định, tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, phát hiện, giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Từ khi ra đời đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị quan tâm đầu tư sâu cả về con người và phương tiện phục vụ công tác, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác trực ban được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ, tiếp nhận đầy đủ các thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự do nhân dân, cơ quan, tổ chức báo đến và xử lý có hiệu quả. Trong năm 2014, lực lượng cảnh sát 113 đã tiếp nhận 547 cuộc điện thoại đến số máy 113, trong đó có 389 tin liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát 113 đã điều động cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc, giải quyết hàng trăm vụ việc, bắt giữ hàng trăm đối tượng và thu hồi nhiều phương tiện, tang vật liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Do đặc thù công việc của lực lượng cảnh sát 113 là thường xuyên ứng trực quân số 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin có liên quan đến an ninh trật tự, gọi đến số máy cảnh sát 113. Tôi và cán bộ chiến sĩ trong đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Không kể ngày đêm, bất cứ thời gian nào, chúng tôi luôn sẵn sàng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý giải quyết các thông tin một cách nhanh nhất. Ngoài ra, đội cảnh sát 113 còn luôn thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nhằm phòng ngừa ngăn chặn các hành vi như đua xe trái phép, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, giữ gìn an ninh trật tự, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát 113 còn thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang vào những giờ cao điểm tại những địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các hành vi tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đua xe trái phép, đánh nhau gây thương tích, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng công an tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này kỳ sau.